em bước xa mãi nơi đâu để anh đi tìm. Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài, khi thấy tim nhói đâu là đã biết chia ly. Một lời nói trái đang xé nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa ngày em đến một ngày nắng trời, ngày em đi một ngày gió mưa buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có không, rồi mai mốt từng còn nhớ mong, dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Gió mưa ngày em đến một ngày nắng trưa, ngày em đi một ngày gió mưa buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có không, rồi mai mốt tình còn nhớ mong, dù hạnh phúc còn lại bao giờ hạnh phúc mong. Minh Hùng Tuấn khỏe không? Lâu ngày không gặp gì lạ quá. Mình lên xe nghe. Ông thấy đường sá Việt Nam lúc này ra sao? Cũng không thay đổi gì nhiều. Thay đổi nhiều lắm chứ. Chẳng hạn như là nạn kẹt xe dữ dội nè. Nhiều lúc tôi thấy đi xe Honda còn chắc ăn hơn. Mệt không? Ngã ghế ra sao nghỉ đi. Chạy gì kỳ cục, chạy ẩu thiệt chứ. Đúng là đồ tồi bại. Hả? Nó đụng người ta rồi kìa. Dừng xe lại đi. Nè, khoan đã. Tránh ra. Mọi người bình tĩnh, tránh ra đi. Làm con tránh ra đi, tránh ra. Chị hãy bình tĩnh, tôi là bác sĩ đây, không sao đâu. Tránh ra đi chị, từ từ, nhẹ thôi. Bác có chuyện gì vậy bác? Cô chỉ là bình tĩnh, không sao đâu. Để cho một sợi dây đi. Dây nè thôi. Giúp tôi đưa ra xe, nhanh lên. Phụ đỡ, đỡ lên. Đừng có đụng vào chân. Nhẹ thôi. Rồi, từ từ. Chơi gì bên dừng FV. Ừ, được rồi. Chị bình tĩnh đi, sắp tới bệnh viện rồi. Tôi muốn gọi cho người nhà tôi biết. Chị cứ nằm yên đi, tới bệnh viện tôi sẽ gọi cho. Lập đường truyền, xét nghiệm máu, cho X-quang, chuẩn bị mẫu gấp. Dùng nẹp cố định cái chân đi. Minh Hùng, về nào vậy? Chuyện đó nói sao đi. Và cấp cố ca này cấp. Chứ phòng Minh đi. Có ca mới vô anh ơi. Alo, tôi đang này nha. Được rồi, để tôi. Có cần kêu bác sĩ phẫu thuật không anh? Không cần đâu, kêu bác sĩ gây mê đi, tôi sẽ mổ. Dạ. Alo. Alo. Xin lỗi, chị phải người nhà của cô Hoàng Hoa không ạ? Dạ phải. Cô Hoa bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện FB. Sao? Xin cô tới ngay. Rồi tới liền. Dạ, xin chào. Thành công chứ. Đây là người nhà của nạn nhân. Bác sĩ ơi, bác sĩ, em tôi có sao không bác sĩ? Ca này thì rất là phức tạp, nhưng đối với tôi thì không có gì khó, yên tâm đi. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Mời chị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Dạ em chào bác sĩ. Về thôi chứ, ảo dính máu hết trơn rồi. Ông về trước đi, tôi lên khoa ngoại có chút chuyện. Ok, vậy tôi về trước nghe. Gặp sao? Xin nhường đường cho kẻ bất hạnh. Trời ơi coi. Về hồi nào? Em mới về. Sao mà người máu không vậy nè? Em mới vừa xuống sân bay. Trên đường về gặp ca tai nạn nên đưa về đây luôn. Em mới vừa mổ xong. Trời ơi, hết hồn hết vía. Đã vậy còn ngồi xe lăn nữa. Mới về cái lo mổ luôn à. Xin chào. Em vẫn còn đẹp lắm. Chị làm cái kỹ chị. Chị biết sao vậy? Dạ bác sĩ coi lại chồng em sao nấy còn đau nhiều quá. Tôi nói chị rồi là từ từ. Ủa chị điếc hả? Bệnh nó phải đau là đương nhiên rồi. Bác sĩ người ta có cái giờ của người ta. À chị yên tâm đi ha. Mà anh có gì thì cứ gọi em xuống. Dạ xin cảm ơn bác sĩ. Dạ không cảm ơn gì đâu. Tụi tôi là bác sĩ mà. Nhiệm vụ tôi là phục vụ bệnh nhân thật tận tình ạ. Dạ. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Trời ơi. Chào mẹ. Minh Hùng. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Chú con này sao mà về không báo cho gia đình biết vậy? Con muốn tạo sự bất ngờ mà. Trời đất ơi, sao vậy nè? Hả? Sao dính cái gì đây? Con có bị sao không con? Dạ, không sao đâu. Không sao đâu mẹ. Thôi lát nữa con kể mẹ sao. Dạ con lên phòng tắm rửa đi. Đi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cái phòng của con đó mẹ vẫn để y như cũ đó. Chú con. Thằng Hùng tính nó như vậy em đừng có để bụng làm gì. Không có gì đâu anh. Anh đây nè, nhiều khi anh còn bị sốc vì nó, huống hồ là em. Hay là để anh về nói chuyện với nó. Đừng anh, đừng nói gì tới em hết. Em không sao đâu. À, đoạn ngon quá. Bin, buông tay ra con. Không có được bóc đồ ăn nghe chưa? Hư quá à, phải đợi ông nội chứ. Còn con á, đừng có nghiêm khắc với nó quá, tội nghiệp. Mẹ thấy không, con nhắc chừng chừng đó mà ông quậy quá trời quá đất ông quậy. Cái gì đó ba. Đây cháu tôi hoài ha. Ủa Minh Hùng đâu? Dạ chắc nó còn trên phòng á. Kêu chú đi, kêu chú đi. À kìa kìa kìa, okay. Tới rồi kìa. Xuống tới rồi. Hùng con, ngồi xuống đây. Chào nội, chào mẹ. Hùng nè. Dạ. Cháu của ông giỏi lắm đó. Ca mổ cấp cứu hồi sáng này đó, tạo ấn tượng tốt lắm đó con. Ông nội quá khen thôi. Ai gặp trường hợp như con thì cũng vậy thôi. Cảm ơn anh. Giỏi thì ông nội phải khen chứ sao. Uống đi. Vui vẻ, dạ. Sức khỏe, hạnh phúc ha. Thành công. Ăn đi con. Trời ơi, bữa nay lâu ngày cả nhà đầy đủ hết trơn, vui thiệt là vui vậy đó. À, con. Dạ. Giờ là bắt đầu có đầy đủ hai anh em phối hợp với nhau, hỗ trợ với nhau làm việc cho thiệt tốt nghe chưa? Dạ. Đúng vậy đó. Ông cho Minh Hùng đi du học Mỹ là để có ngày này. Hai anh em phải hợp tác với nhau, đưa bệnh viện của mình lên cao, lên cao, lên cao. Nghe chưa? Có gì xin chỉ giáo nha. Sợ chị giáo mà anh không nghe thôi. Đây đây, ông dặn điều này nữa nè. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà vô trong bệnh viện đó, ứng xử thì phải có tôn ti trật tự nghe chưa? Dạ thưa giám đốc. Tổng giám đốc. Uống đi, uống đi. Rồi ăn đi các con. Cô Bin nó đói dữ lắm rồi đó. Không có ăn gì này phải không? Đi con. Mời mẹ. Ông nội dùng cái này nghe. Ừ, được rồi con. Đây, được. Chú. Thôi được rồi, lát nữa ăn xong đi, lên phòng chú sẽ đưa quà cho. Yeah, cảm ơn chú. Ăn đi con. Ăn đi. Xin chào. Ủa sao hôm nay gặp lại cố nhân mà mặt buồn quá vậy cưng? Bữa nay anh trực ca đêm hả? Không, anh đi về. Anh mời bé đi ăn tối với anh nha. Xin lỗi anh, em có hẹn rồi. Với người vừa từ nước Mỹ trở về chứ gì. Dạ không, đi với nhau bạn. Thôi em đi trước nha. Tính thằng Hùng nó như vậy em đừng có để bụng làm gì. Không có gì đâu anh. Anh đây nè, nhiều khi anh còn bị sốc gì đó, huống hồ là em. Em vẫn còn đẹp. Mà kế tiếp công việc của vợ chồng Mai An Tim thì vẫn còn rất là đông đúc. Trên đảo rất là đông, người ta gọi đó là làng Mai An. Còn ở ngôi nhà cũ của Mai thì họ lập một đền thờ của hai vợ chồng chàng. Nhân dân người ta gọi đó là ông bà tổ dưa tây, tức là dưa hấu con ăn đó. Mỗi ngày mình hay ăn cơm rồi nội sắc dưa hấu cho con ăn đó. Dạ, bà đọc cho con cuốn này tiếp đi. Thôi giờ đọc truyện đến đây là hết rồi. Bây giờ tới giờ con đi ngủ, mai đọc tiếp. Ba, ngày mai ba nhớ mua dưa hấu cho con ăn nha. Rồi, thôi được rồi, ngủ đi ông Tứ. Ba ngủ với con luôn đó chứ. Ba ngủ với con? Thôi, ba nói xạo lắm. Ba giả bộ nhắm mắt, khi nào con ngủ thế này nè. Rồi ba dở một đống chuyện ra, rồi ba đọc tiếp. Con biết ý của ba rồi. Thôi, đi ngủ, đi. Cất chuyện đi con. Rồi, nằm lên. Dạ. Biết rồi. Vậy bữa nào gặp nhau uống vài chai nghe. Rồi rồi rồi, ok, bye bye. Em chưa ngủ hả? Em cũng đang chuẩn bị ngủ. Pin ngủ rồi hả anh? Ừ, tối nào nó cũng bắt anh đọc truyện cho nó nghe. Anh đúng là người cha gương mẫu thiệt. Em thấy tốt nhất tìm cho nó một bà vú đi, ngủ riêng cho khỏe. Không được, nó ngủ với anh từ nhỏ tới giờ quen hơi rồi. Với lại nó cũng thiếu sự chăm sóc của mẹ, cho nên anh muốn bù đắp cho nó. Em thấy cách bù đắp tốt nhất là tìm cho nó một người mẹ đi. Anh chưa có nghĩ tới. Cô Pin đã 6 tuổi rồi. 6 năm nay, không lẽ không có hình ảnh của một người phụ nữ nào thay thế hình ảnh của chị hai sao? Em ngưỡng mộ anh thiệt đó. Gặp em không có chung tình vậy đâu. Cái này hên xui à. Không có biết trước được. Với lại anh không muốn làm nó xáo trộn. Hiện tại bây giờ cũng được rồi. Còn chuyện đó thì chắc tương lai. À, hồi sáng này thái độ của em kỳ lắm nha. Không có lịch sự chút nào. Kỳ là sao? Thì em gặp Thanh Trang đó. Không có nói người ta cẩu nào hết trơn vậy. Thì em gặp em cũng đã khen cô ta đẹp rồi còn gì. Vậy thôi đó hả? Người ta chờ em mấy năm trời, em về em nói con câu à. Chuyện của em biết mà. Sao anh nôn nóng dữ vậy? Đừng có ruồng bỏ con người ta nghe chưa. Nôn nóng cái gì? Anh mà nôn nóng cái gì. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi. Ở đây đông người quá à. Tôi thích làm chỗ nào mà ít người thôi cho nó khỏe. Ở đây là bệnh viện nổi tiếng thì dĩ nhiên phải đông người rồi. Nói với ông á, xin về quê đi, làm cho nó khỏe. Không, ý tôi là đông người quá tôi cảm thấy ngợp. Ông là bác sĩ mà ông nói chuyện tôi nghe mắc cười quá à. Trời ơi, mới đông người mà đã ngợp. Chắc vô nhà xác, ông xỉu luôn quá à. Mà nói nghe ghê quá à. Ê, bây giờ đi đâu đây? Bà ra bà hỏi Lễ Tân đi. Thôi phiền lắm, có bản chỉ dẫn kìa. Đi thẳng. Ê, ở đây nè. Nguyễn Minh Tâm, trưởng khoa ngoại. Đúng rồi. À, hả? Sao tôi run quá à. Ê, mà nghe nói trưởng khoa đẹp trai dữ lắm. Tôi còn run muốn chứ không? Phải không? À, hả? Thấy tôi được không? Gái lắm rồi, mệt quá không? Dạ. Anh có vẻ hơi mệt hả? Ừ, tối hôm qua nhậu mệt quá. Sáng nay có nhức đầu. À, anh dự tiệc chiêu đãi của Minh Hùng á hả? Ủa, tiệc chiêu đãi nào? Ở đâu? Dạ, anh hỏi em biết hỏi ai? Ừ, thì chú mới nói là tiệc chiêu đãi gì đó. À, em xin lỗi. Em nghĩ là Minh Hùng mới về nước nên mở tiệc chiêu đãi. Ừ, chú mày sao? Tối qua ông anh của chú mày đi tiếp mấy cái đối tác. Đâu có nghe Minh Hùng nó nói tiệc chiêu đãi gì đâu. Dạ, em nghĩ chắc là nó chưa mở tiệc. Chứ anh là vừa là chú nó, lại vừa là phó giám đốc. Không có anh còn sao được. Chứ sao, nó phải mời anh chứ. Dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà anh biết cái tính của thằng này, nó ngạo mạn lắm. Không có coi ai ra cái gì hết á. Lễ nghĩa phép tắc, nó không coi ra cái gì hết á. Ủa, sao tự nhiên nó có ngạo mạn hay là vô lễ với ai. Nhưng với anh thì không bao giờ đâu. Ê, sao tự nhiên nhắc tới vụ Minh Hùng ở đây? Dạ. Đổi đề tài đi nha. Thôi mà anh vô uống cà phê. Dạ. Như vậy là bắt đầu từ ngày mai Ngọc và Vũ thực tập ở đây. Dạ, tụi em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi tới giờ tôi đi thăm bệnh rồi. Hẹn gặp lại ngày mai ha. Dạ. Dạ, dạ. Vậy tụi em chào anh, tụi em về. Dạ, em xin phép anh ạ. Xin phép anh. Em trễ 10 phút nghe. Em xin lỗi, em bị kẹt xe. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi chờ đợi người yêu như vậy, cũng thú vị lắm. À, anh có gọi mấy món ăn rồi. Em thích món nào nữa không? Anh gọi cho. Nghe anh Tâm nói là dạo này em tiến bộ vượt bậc. Chúc mừng em. Em làm sao vậy? Em giận anh à? Anh đâu là gì đâu mà em phải giận. Nghe giọng nói của em giống cô bé giỏi hờn hơn là bác sĩ Thanh Trang mà anh đã từng biết. Anh thôi, không nói chuyện như vậy được không? Nói chuyện như vậy nghĩa là sao? Tại sao lúc nào anh cũng để người khác phải bực mình vì mình? Mấy năm ở Mỹ, Anh gọi cho em được mấy lần. Em gửi email, anh cũng không trả lời. Sinh nhật em thì không một lời chúc. Rồi bây giờ quay trở về, anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết em đang nghĩ gì không? Em cảm thấy rất ghét anh. Em ghét anh biết không? Em giận dai vậy? Anh đã mua bánh pizza cho em nè. Anh biết là em đang đói bụng. Khi giận ai thì bụng cũng sôi sùng sục theo phải không? Anh làm ơn về đi, em muốn được nghỉ ngơi. Chà, hoa của ai tặng mà đẹp quá ha. Anh có một món quà mang từ Mỹ về mà chưa có dịp để tặng em. Nếu em còn giận anh thì thôi anh về đi. Chúc em buổi tối ăn ngon miệng. Chúng ta lưu ý này, đây là hình cắt lớp đầu tiên. Chúng ta chú ý hình số 1, số 2, số 3. Cách đây mấy ngày thì nó chưa có bị mờ ở khoảng này, chứng tỏ là hiện tượng viêm nhiễm cũng đã phát triển mạnh hơn, cho nên chúng ta cần phải phẫu thuật. Xin chào anh Quỳnh, kéo chị Kiến kìa. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Minh Hùng, mới vừa tu nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về. Đây là ngày đầu tiên Minh Hùng trở lại làm việc, mong mọi người giúp đỡ. Hôm nay chúng ta sẽ có một ca nông mạch vành đặc sen. Ca này sẽ do bác sĩ Trang phụ trách với sự trợ giúp của Minh Hùng. Còn bây giờ thì Ngọc với Vũ theo tôi đi thăm bệnh nhân. Có cần anh giúp gì không? Ba cái ca lẻ tẻ này không cần người tu nghiệp ở bên Mỹ với giúp đâu. Vừa rồi em không nghe trưởng khoa nói gì sao? Phải giúp đỡ anh đó. Nhưng mà đến lúc khác. Bệnh nhân nông mạch vành đã chuẩn bị xong chưa em? Dạ rồi chị. Chúng ta tiến hành đi. Dạ. Dạ, chào chú. Chào, người về từ nước Mỹ. Sao không thấy tiệc tùng anh vậy? Dạ, cháu định cuối tuần. Nhưng cháu cũng đang thấy buồn quá. Sao mới về thấy buồn? Có chuyện gì hả? Không có gì. Tại cháu thấy ở đây thực sự không có ca khó. Trời, dễ hơn muốn khó hả? Đúng là ngược đời. Thôi, chú vô gặp giám đốc đây. Con cá sấu của em, anh đang làm gì vậy? Có gì không em? Em đang đi uống cà phê. Nhớ anh nên gọi thôi. Anh đang làm việc, có gì gọi lại sao? Anh, tối nay á, đi ăn nhà với mấy bà bạn của em nha. Ừ, được rồi, có gì anh gọi. Anh, nhớ chắc chắn đó nha. Tối nay á, em giới thiệu cho anh một bệnh nhân ngon lắm á. Ừ, thôi nha. Lần sau đang bàn công chuyện, tuyệt đối không nên nghe điện thoại, rõ chưa? Dạ, con xin lỗi ba. Nói tiếp đi. Dạ thưa ba, con định xin ý kiến của ba về việc lương cho các bác sĩ thực tập. Mức lương đã có khung sẵn rồi, cứ thế mà làm. Ý kiến cái gì nữa? Nhưng mà ở đây là các bác sĩ thực tập, lại là Bích Ngọc, đều là chỗ thân tình, chỗ quen biết. Thân tình hay quen biết gì đó cũng phải công bằng với nhau. Khi nào nó là bác sĩ chính thức đi, rồi mình sẽ cân nhắc theo năng lực cụ thể. Dạ con hiểu. Dạ thưa ba, con đi. Xin chào. Chúng ta bắt đầu thôi. Nhau. Nhiếp. Ca này sẽ kéo dài đi. Ai đói bụng thì đi mua bánh mì ăn trước đi. Dài là bao lâu? Nhanh nhất cũng phải 3 tiếng. Có cần phải lâu như vậy không? Van động mạch sơ quá nhiều. Ca này không đơn giản đâu. Cũng may mổ là sở trường của tôi. em sao rồi bác sĩ? Ca mổ rất là thành công. Nhưng tôi không phải là bác sĩ. Bác sĩ ở đằng kia kìa. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Ca mổ thành công rồi, bà yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. Bao nhiêu đây? Dạ, cái này chút ít tiền gửi bác sĩ uống cà phê. Nhưng tôi không uống cà phê, tôi chỉ uống bia thôi. Tôi nói giỡn thôi. Tôi không nhận phong bì đâu. Ca mổ này chi phí hơi cao đó. Để lại trả viện phí đi. Hôm nay chúng ta đã mổ thành công một ca khó. Bệnh nhân này thật là mạng lớn rồi. Ca mổ này kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Nếu bác sĩ mà không tỉnh táo thì có thể phạm sai lầm. Tôi xin chúc mừng bác sĩ Minh Hùng và ekip mổ đó. Dạ thưa giám đốc, thông thường á, khi người ta khen thì phải có thưởng chứ. Cái đó là dĩ nhiên rồi. Nhân đây tôi cũng nói với mọi người rằng chúng ta phải cần cố gắng nhiều hơn nữa. Vì hiện nay bệnh viện tư mở ra rất nhiều. Có vốn nè, rồi nhân lực nước ngoài nữa. Vì cạnh tranh của chúng ta bây giờ là làm thật là tốt chuyên môn để cứu được nhiều bệnh nhân. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn các đồng nghiệp. Tôi nghĩ mình còn phải học hỏi thêm rất là nhiều. Cũng nhân dịp này, cũng là dịp mà tôi chính thức ra mắt mọi người sau thời gian đi tu nghiệp ở Mỹ về. Tối nay tôi muốn mời ban giám đốc và tất cả mọi người đến dự liên hoan tại nhà hàng món Việt. Xin chúc mừng sức khỏe mọi người. Xin mời. Anh Hùng ơi, xong tiệc rồi mình đi karaoke nha anh. Xong tiệc này đã, chuyện đó từ tính. Này các bạn, vui chơi thì cũng phải nhớ công việc của mình. Sáng mai làm việc đó, ai bỏ việc là kỷ luật. Đúng rồi. Thanh tra Đoàn Tuấn. Dạ. Lo cho tôi chuyện này. Dạ thưa giáo sư, dạ tôi chỉ quản lý được nhân sự trong bệnh viện thôi, chứ còn ở tiệc tùng về chắc bó tay. Thôi, các bạn cứ vui vẻ đi, tôi về trước. Nhớ công việc nghe chưa? Nội về. Để con đưa nội về. Được rồi, để nội về được rồi. Giáo sư ở lại đi chơi với các bạn. Để chú. Dạ, cảm ơn chú. Vui vẻ đi nha. Dạ. Vui vẻ nha con. Thôi chúng ta nâng ly đi. Tôi rất là vui khi hôm nay có sự hiện diện của tất cả mọi người. Xin mời. 1, 2, 3, vô. Tới rồi hả? À. Ngồi đi. Dạ, có chuyện gì không? Sao hẹn ra nhà hàng sang trọng quá vậy nè? Cũng có chút chuyện thôi. Tôi có gọi loại ông thích nè. Chu đáo quá ha. Em. Dạ. Tôi ngồi với ông một chút. Sau đó tôi phải trở về bệnh viện để họp. Gấp gì hả? Thôi bữa nay mình uống chơi đi. Bữa nào có thời gian tôi sẽ nói với ông. Chuyện gì quan trọng không cứ nói đi. Có chuyện gì không? Cảm ơn. Chắc chuyện này á, tôi mới nói thật cho ông. Nhưng ông phải giúp tôi nha. Rồi một ngày ta chợt nhận ra tình yêu đã mất xa tầm tay. Cuộc đôi dư kỳ tựa như phép màu. Hạnh phúc nỗi nhớ đang cay nghiến riêng. Chuyện về lòng người làm sao đón được, xem như cơn mơ hoang đường vội qua. Xin giang đôi tay mơ tài bình yên, chưa có yêu đuối ôm chặt cõi lòng. Xin giang đôi tay mơ về ngày mai, mong cho tình vui dù đời tương lai. Xin giang đôi tay mơ ngày bình yên, chưa có yêu đuối ôm chặt cõi lòng. Xin giang đôi tay mơ về ngày mai, mong cho tình vui dù đời thương lai. Alo, bệnh nhân mới bỏ hồi chiều đã tử vong rồi. Cái gì? Bệnh nhân nào? Dạ sáng phụ hồi chiều á ạ.